Xin kính chào anh chị nhà đầu tư và các bạn Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tháng thứ 10 Giảm rất mạnh, rất sâu Kéo theo đó là rất nhiều các cổ phiếu cũng có dấu hiệu giảm mạnh Trong đó có những blue chip như là dòng họ nhà Vingroup Và mới đây nhất chính là cổ phiếu thế giới di động Vậy thì đứng trên góc nhìn của một nhà đầu tư giá trị Thì MWG giảm sốc là rủi ro hay cơ hội Thì Zfin sẽ trao đổi giải đáp đến các anh chị Ở trong nội dung này thì đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, biểu đồ giá cổ phiếu Thế giới Di động đã giảm 38% so với mức đỉnh trong vòng 1 tháng qua và mức giá này hiện nay thì tương đương với mức giá hồi tháng 3 tháng 4 năm 2023 cũng như tương đương với mức đáy ở tháng 11 năm 2022. Điều này cho thấy rằng giá cổ phiếu này giảm rất mạnh và cái tốc độ giảm này gấp gần 2 lần so với mức độ giảm của VN Index. Thì để giảm như thế này thì đó là một cái lực cung rất là mạnh của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu như trước đây cổ phiếu thế giới ghi động cứ hở room ra là người ta sẵn sàng trả tranh giá trần thậm chí thỏa thuận cách mấy trần tức là như này giá trên thị trường là một thì họ trả 1,07 tức là giá trần thậm chí họ còn thỏa thuận hai ba trần và liên tục khao khát có được cổ phiếu này nhưng hiện nay là một cái hiện tượng chưa từng có từ khi cổ phiếu Thế giới Di động lên sàn, đó là dư cái zoom của khối ngoại, tức là các nhà đầu tư nước ngoài bán vào trong các nhà đầu tư trong nước đã lên đến con số 30 triệu cổ phiếu gọi là chưa từng có thì cũng kéo theo nhiều hoang mang, lo sợ của các nhà đầu tư, từ đó giá cổ phiếu giảm rất sâu trong một thời gian ngắn vừa qua. Tiếp theo, vậy thì cái tập đoàn Thế giới Di động này có những gì như thế nào? Thì tập đoàn Thế giới Di động có thể nói là một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam nếu xét trên doanh thu. Thì uh, năm 2022 doanh thu của tập đoàn này đã lên đến 133.000 tỷ, tương đương với khoảng hơn 5,5 tỷ đô. Anh chị nhé, hơn 5,5 tỷ đô, tức là một mức doanh thu có thể nói rất lớn. Nếu như Vinamilk doanh thu khoảng hơn 50.000 tỷ, 55.000 tỷ thì Thế giới Di động doanh thu như vậy là hơn gấp 2 lần. Vậy thì đóng góp vào cái doanh thu lớn như vậy của Thế giới Di động là những sản phẩm những chuỗi nào? Thì đầu tiên phải kể đến đó là chuỗi điện thoại Thế giới Di động mà chúng ta cứ ra đường là chúng ta gặp. Thì đây chính là một cái chuỗi đầu tiên của công ty này và chiếm tới 55% thị phần các cái thiết bị ICT ở Việt Nam. Anh chị lưu ý là như vậy, thông thường chiếm tới hơn 40% lên đến 50%, người ta đã cho rằng đó là độc quyền Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chiếm tới 55% thị phần thì thực sự phải nói là rất khủng khiếp, rất khủng khiếp luôn đấy ạ. Tiếp theo là cái chuỗi điện máy xanh. Trước đây thì có các chuỗi điện máy rất nổi tiếng như là Topke, như là Nguyễn Kim, như là Pico, như là MediaMart, MediaStar vân vân. Nhưng mà hiện nay về cơ bản đã vắng bóng dần. Do chính cái chuỗi điện máy xanh này xuất hiện Và chuỗi này hiện nay cũng chiếm tới 50% thị phần điện máy tại Việt Nam Cũng ở một cái vị thế có thể coi là độc quyền Rồi, uh, chuỗi Topzone chuyên bán các cái thiết bị của Apple Thì uh, trước đây thì là một cái chuỗi của FRT Tức là công ty bán lẻ FPT ấy, Họ chiếm vị trí số 1 Tuy nhiên từ năm 2022 đến 2023 Thì cái chuỗi Topzone này đã vươn lên dẫn đầu với thị phần gần 40% các sản phẩm Apple. Rồi tiếp theo là cái chuỗi nhà thuốc An Khang với hơn 500 cửa hàng, thì hiện nay cũng là chuỗi nhà thuốc lớn thứ ba trong hệ thống và còn rất nhiều các cái chuỗi mới khác. Và đặc biệt phải kể đến ở đây là một cái chuỗi kỳ vọng của tập đoàn này đó chính là chuỗi bách hóa xanh lớn thứ ba Việt Nam với doanh thu năm 2023 dự kiến có thể đạt 32.000 tỷ đồng thì sấp xỉ vị trí số 2 của Winmark thì điều này cho thấy nó rất to lớn bên cạnh đó thì còn phải thể hiện qua quy mô nhân sự của thế giới di động đã có lúc lên đến gần 7 gần 80.000 nhân sự và hiện nay là ở khoảng 70.000 nhân sự anh chị nhá tiếp theo về cái Hệ sinh thái chúng ta có thể thấy ở đây, đó là Thế giới di động hiện nay đang có đang có khoảng 1165 cửa hàng Thế giới di động, rồi là có có lên đến hơn 2286 cửa hàng Điện máy xanh và 1030 bao gồm 1034 điện máy xanh mini, rồi Bách hóa xanh thì chiếm tới 1076 cửa hàng An Khang thì 540 cửa hàng, Avakit 67 cửa hàng và doanh thu online thì cũng khá mạnh. Như vậy tổng số cửa hàng của thế giới di động lên đến hơn 5.500 cửa hàng, gần 6.000 cửa hàng. Có thể nói là mới với cái độ phủ rất lớn. Và bên này là cơ cấu doanh thu đóng góp cho tập đoàn thế giới di động. Đó là chuỗi điện máy xanh chiếm 48%, bách hóa xanh chiếm 25,7% thế giới di động.com chiếm 23,8%, top zone cũng trong cái thế giới di động.com và 2,5% từ các cái mảng khác như thuốc, nhà và kit như vân vân ở các cái nơi khác cũng như là cái chuỗi mới mở ở bên Indonesia. Qua đó có thể thấy tập đoàn này là một tập đoàn rất lớn như thế nào, đúng không ạ? Tiếp theo vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho giá cổ phiếu thế giới di động giảm mạnh? Đầu tiên phải kể đến đó là sự suy yếu và giảm mạnh của chỉ số VN Index chỉ trong một tháng vừa qua, hơn một tháng vừa qua đã giảm tới gần 20% điểm. Tức là làm mất hết tất cả thành quả từ đầu năm đến nay. Từ đầu năm đến nay, anh chị lưu ý nhé, mất hết thành quả rồi. Tiếp theo, nguyên nhân giảm thứ hai đó chính là đó chính là thế giới di động đã có cái kết quả kinh doanh khá là tệ hại. Ở trên biểu đồ bên tay trái tôi ở trên cùng anh chị có thể thấy doanh thu hàng tháng của thế giới di động từ tháng 1 đến tận tháng 9 này đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên có một cái dấu hiệu tích cực đó là gần đây cái mức độ giảm đã thấp dần và chuẩn bị có thể tiến tới mức tăng doanh số vào khoảng độ tháng 11, tháng 12 sắp tới. Nhưng mà tổng chung đó là doanh thu thuần giảm tới 16%. Từ 1 816 tỷ của năm 2022, 9 tháng xuống còn có 86.858 tỷ. Như vậy giảm rất mạnh và mới chỉ hoàn thành có 64% kế hoạch thôi. Về lãi dòng của Thế giới di động thì trong vòng 3 quý đầu năm thì lợi nhuận của Thế giới di động thì đạt có hơn 77 tỷ thôi tức là giảm tới 97-98% gần như lợi nhuận về mức 0 cho thấy rằng cái sự khó khăn rất lớn trên thị trường đã trên nền kinh tế đã tác động rất mạnh đến kết quả kinh doanh và với cái việc kết quả kinh doanh thấp đến mức kỷ lục như thế này đã khiến cho các nhà đầu tư đặc biệt các nhà đầu tư cá nhân rất hoang mang và lo ngại và không những nhà đầu tư cá nhân mà còn có những cái sự lo ngại nhất định về thế giới di động. Đó là các cái quỹ nước ngoài thì chúng tôi có trao đổi một chút thì họ cho biết rằng là họ cũng có phần lo ngại một chút về cái bộ máy quản trị ban lãnh đạo của công ty này. Tức là năng lực thì họ vẫn đánh giá rất cao nhưng có một số người thì họ đánh giá là có cái phần giảm đi cái động lực làm việc nhất định. Thì hy vọng rằng sau cái quá trình tái cơ cấu sắp tới thì nó sẽ cải thiện được vấn đề này nhưng mà hiện tại đó chính là những lo ngại và những cái rủi ro đúng không ạ bán xuống rất mạnh khiến giá cổ phiếu di động thế giới di động giảm sâu à, bên cạnh đó thì có những cái rủi ro chúng tôi xin chia sẻ như sau đầu tiên là cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các cái mảng kinh doanh của thế giới di động như thiết bị ICT điện máy hay là liên quan đến cửa hàng tiện lợi bách hóa từ đó làm cho cái biên lợi nhuận của mảng ICT giảm mạnh và trong tương lai thì AZFIN cũng đánh giá là cái biên lợi nhuận thì rất khó có thể trở về cái giai đoạn hoàng kim 2019-20 được mà nó có thể phục hồi nhưng mà vẫn ở mức giảm. Rủi ro thứ hai là thế giới di động và điện máy xanh cơ bản là tăng trưởng rất chậm. Thậm chí nhiều người cho rằng bão hòa nhưng tối chúng tôi cho rằng tăng trưởng chậm. Rồi các mảng khác thì đều đang có lỗ trừ các mảng này ra. Ví dụ như mảng bách hóa xanh thì vẫn lỗ, mảng liên quan đến Avakit vẫn lỗ, mảng thuốc An Khang vẫn lỗ và mới đầu tư sang Indo thì tất nhiên mảng ấy chưa mang lại kết quả kinh doanh. Rồi là nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục bán ra dòng dư lên 30 triệu cổ phiếu thì ai phải nắm những cổ phiếu này đó là nhà đầu tư trong nước. Thì khi cung cổ phiếu lớn hơn rất nhiều, điều đó đã tác động rất nhiều đến việc giá cổ phiếu bị điều chỉnh. Tiếp theo vậy thì điểm sáng của thế giới di động như thế nào? Thì điểm sáng nhất của thế giới di động chúng tôi đánh giá đó chính là Bách Hóa Xanh đang có sự tiến triển rất tốt. Thì 9 tháng 2023 đạt 22,3 nghìn tỷ tăng 12,1% so với cùng kỳ 2022 trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Điều này cho thấy rằng cơ cấu của Bách Hóa Xanh đã có sự cải thiện và tăng trưởng tốt trong khi số lượng cửa hàng thì suy giảm. Quý 3 năm 2023 thì đạt 8,6 nghìn tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý 2 năm 2023. Tháng 9 năm 2023 thì ước tính doanh thu trên cửa hàng đạt tới 1,65 tỷ đô. Đây là mức doanh thu cao thứ hai trong lịch sử, chỉ thấp hơn mức tháng 7 năm 2021 giai đoạn Covid diễn ra rất lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, cho thấy rằng đây là một mức doanh thu rất cao. Và dự báo cả năm 2023 doanh thu đạt có thể 32.000 tỷ đứng ở vị trí thứ hai cùng với Queen và chỉ sau có thôi và bách hóa xanh thì đang có thông tin là được định giá từ 1,7 đến 2 tỷ đô la khi uh, trong thời gian tới có thể đưa ra đấu giá hoặc đưa ra đàm phán thì cái câu chuyện này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu bách hóa xanh tiến dần đến hòa vốn cũng như là có lợi nhuận bởi vì cái thị trường này vẫn là một thị trường tiềm năng và đầy thèm muốn của các cái nhà đầu tư nước ngoài họ rất mong muốn ví dụ như trước đây liên quan đến Alibaba vân vân có rót tiền SK vân vân rất nhiều các cái tập đoàn nước ngoài có gót tiền vào chuỗi Winmark chẳng hạn vẫn có lỗ rất nhiều lỗ nhiều hơn soi bách hòa xanh rất nhiều thì họ cũng đã được định giá rất cao hay là tập đoàn Thái Lan có mua Big C hay mua Metro định giá PS bằng hai lần Tức là tương ứng với nếu mà 32.000 tỷ của thế giới di động thì có thể định giá hơn 2 tỷ đô. Thì đây cũng chỉ là những cái mẫu, những cái biểu chúng tôi lấy trong lịch sử so sánh. Còn thực tế định giá bách hóa xanh như thế nào thì phải đến khi công bố thì mới biết được. Và cái việc là bao giờ bán thì chúng ta cũng chưa thể biết chắc chắn được. Bởi vì họ còn đàm phán và còn rất nhiều thứ để đưa ra nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cái triển vọng của cái chuỗi. Uh, điện máy ở bên Indonesia về cơ bản là cũng có những cái dấu hiệu tương đối tích cực. Tuy nhiên để đóng góp vào kết quả kinh doanh của tập đoàn này thì cũng còn cần một cái thời gian dài nữa thì mới có thể chứng minh được. Ngoài ra thì chúng tôi đánh giá rằng uh, thế giới di động, chuỗi của thế giới di động, các chuỗi đều đang lấy được thị phần từ các đối thủ khi nhiều đối thủ đã rời bỏ cuộc chơi và bỏ lại thị phần thì khi trở lại thì thị phần của thế giới di động sẽ tiếp tục tăng ở các mảng và có thể kỳ vọng doanh thu tăng trở lại khi kinh tế trở lại tốt thì đó là những tín hiệu tốt bên cạnh đó thì về cơ bản là cái kết quả kinh doanh của thế giới di động trong cái quý 3 năm 2023 này có thể xác nhận là ở một vùng thấp rồi và xác suất rất cao là sẽ đi lên từ quý 4 năm 2023 nhưng mà không thể đòi hỏi đi lên nhanh được mà đi lên một cách chậm rãi và nếu có nhanh được thì cũng phải kỳ vọng đến giữa năm 2024 may ra mới có thể đi nhanh được. Thì đó chính là những cái điểm sáng của thế giới di động. Vậy thì cái câu chuyện định giá cổ phiếu thế giới di động dưới góc nhìn nhà đầu tư giá trị thì như thế nào? Thì hiện nay định giá theo lợi nhuận PE bằng 35 lần thì đây là một cái mức khá cao. Tuy nhiên trong cái bối cảnh kết quả kinh doanh của tập đoàn này khó khăn tạm thời thì thường người ta không sử dụng theo PE. Còn mức PS tức là mức thường hay định giá cho các doanh nghiệp bán lẻ tức là giá trên với doanh số trên với doanh thu thì ở thế giới di động khoảng 0,48 lần thì mức này gọi là một mức thấp trong lịch sử của cái công ty này về cơ bản là mức này cũng là một cái mức định giá tương đối rẻ nếu mà triển vọng của cái chuỗi này còn tốt rồi tiếp theo nếu mà định giá theo từng phần tức là bóc tách chuỗi thế giới di động ra điện máy xanh ra bách hóa xanh ra an khang ra Avakit à, ra để định giá thì cổ phiếu thế giới di động có thể được các nhà đầu tư nước ngoài định giá từ 60 đến 100 thậm chí 120.000 đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên thì cũng không có một phương pháp định giá nào là tuyệt đối và cũng không thể khẳng định được chắc nịch 100% là phương pháp nào chuẩn và phương pháp ý là thước đo chính được. Đúng không ạ? Thì đấy là chúng tôi nêu ra để làm sao anh chị phù hợp với khẩu vị nào thì có thể áp dụng phương pháp định giá đó Nếu mà nhà đầu tư đầu tư theo giá trị dòng tiền Chắc chắn mong muốn có dòng tiền bền vững Dòng tiền cao thì rõ ràng đây không phải là một lựa chọn tốt đối với các anh chị Tuy nhiên nếu những nhà đầu tư tin vào sự thành công của Bách Hóa Xanh Và tin vào là việc thế giới di động sẽ cải tổ thành công Và đang có thêm thị phần Đang có thêm thị phần Thì chúng tôi đánh giá thì đây lại là một cơ hội tốt đối với các anh chị đó Tuy nhiên thì những cái Lúc như này những cái cổ phiếu như này thì nó không thể rõ ràng kết luận 90 100% được mà chúng tôi đánh giá là nếu các anh chị theo cái trường phái là kỳ vọng bách hóa xanh thành công thì chúng tôi đánh giá cơ hội trên rủi ro là 7 trên 3 thì tức là cơ hội lớn hơn so với rủi ro và thay cho lời kết thì cổ phiếu thế giới di động là cơ hội hay là rủi ro, có đầu tư được hay không đầu tư thì phụ thuộc rất nhiều rất nhiều vào cái góc nhìn của nhà đầu tư góc nhìn của nhà đầu tư nếu chắc chắn thì không còn nếu kỳ vọng bách hóa xanh đang có sự tiến triển tốt phát triển tốt thì đây là cơ hội lớn hơn rủi ro thì chúc anh chị có những cái nội dung hữu ích tham khảo trong quá trình ra quyết định của mình còn anh chị anh chị đánh giá như thế nào về thế giới di động là cơ hội hay rủi ro hãy để lại comment để chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận xin chào anh chị chúc anh chị có một buổi tối tốt lành